Xin chào các bạn và các em, hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng từ nutritious, nghĩa là nhiều dinh dưỡng. Và cái từ này nó xuất hiện rất là nhiều trong những bài kiểm tra, đặc biệt là những bài thi tốt nghiệp lớp 12, những bài thi nâng cao. Và từ nutritious này nó liên quan đến những từ nào? Và nó có khó khăn gì để mà nó hay xuất hiện trong những bài kiểm tra nâng cao? Mời các bạn và các em cùng đón xem video để tìm hiểu nhé. Ok, đầu tiên từ nutritious, nó là tính từ. Phiên âm của nó là nutritious, nhấn vần 2. Và biểu tượng này là chữ sờ nặng nha, chứ không phải là sợt nha, nutritious. Ok, từ này có nghĩa là nhiều chất dinh dưỡng hay là chứa nhiều chất dinh dưỡng. Thì đầu tiên cái từ này nó xuất phát từ cái từ nutrition. Nutrition là danh từ. Nutrition. Nó có nghĩa là chất dinh dưỡng ha. Hoặc là dinh dưỡng. Lấy ví dụ như là good nutrition is very important for patients. Câu này có nghĩa là dinh dưỡng tốt thì rất là quan trọng cho những bệnh nhân. Đó. Thì ở chỗ này nó có nghĩa là chất dinh dưỡng, có nghĩa là chất dinh dưỡng tốt, chất dinh dưỡng mà chất lượng thì quan trọng đối với những bệnh nhân. Và tiếp tục một từ liên quan nữa đó là từ nutritional. Đây là tính từ của cái từ nutrition ở trên. Nó có nghĩa là đây là phiên âm của nó, nutritional. Nó có nghĩa là thuộc về dinh dưỡng, những cái thứ liên quan tới dinh dưỡng ha. Lấy ví dụ như là chemical sweeteners have no nutritional value. Câu này có nghĩa là những chất tạo ngọt, hóa học thì không có cái giá trị dinh dưỡng nào cả. Thì cái từ giá trị là value này nè. Nó cần cái từ dinh dưỡng. Thì ở đây chúng ta có từ dinh dưỡng là nutrition và nutritional thuộc về dinh dưỡng. Và nutritious nó cũng, nếu mà bạn nào mà học có thói quen là học từ hai chấm và ghi nghĩa không thì sẽ rất là khó. Đầu tiên là chúng ta ghi loại từ và ghi rõ nghĩa của nó luôn mới sử dụng được nha các bạn. Thì nutritional, chỗ này nó mới phù hợp, những giá trị thuộc về dinh dưỡng, những giá trị liên quan tới dinh dưỡng ha. Đó. Tiếp tục thì chúng ta sẽ xem xét cái từ nutritious này, cách dùng nó như thế nào ha. Chúng ta có từ nutritious là tính từ, nó có nghĩa là nhiều chất dinh dưỡng ha, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Ví dụ như là dragon fruit is very nutritious. Câu này có nghĩa là thanh long thì rất là nhiều dinh dưỡng, chứa nhiều dinh dưỡng. Đó, chúng ta không thể dùng từ nutritional được. Thì trong cái bài kiểm tra thường thường chúng ta sẽ có một cái câu chừa chỗ trống và trong đó sẽ xuất hiện từ nutritional, nutritious, nutrition gì đó và chúng ta chọn. Và bắt buộc chúng ta cần phải xem xét nghĩa nó phù hợp để chọn nha. Đầu tiên thì nó là tính từ, thì tính từ nào mà đúng nha. Rồi ok, tiếp tục một câu ví dụ khác đó là nutritious foods are good for patients. Câu này có nghĩa là những đồ ăn, những thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng thì tốt cho những bệnh nhân. Thì cái câu này á, cái food là đồ ăn, là thực phẩm nè, nó không phải là nutritional foods, là những đồ ăn liên quan đến dinh dưỡng, mà là những đồ ăn giàu chất dinh dưỡng đó. Ok, qua cái video ngắn này thì hy vọng là các bạn và các em sẽ hiểu cách sử dụng hai cái tính từ nutritional và nutritious cho đúng nha. Thực ra thì chỉ cần chúng ta hiểu nghĩa rõ của nó và ghi loại từ của nó là có thể sử dụng được thôi. Ok, hãy subscribe để biết thêm nhiều điều về học tiếng Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, các em trong những video sau. Xin chào.